Thưa quý vị và các bạn, không chỉ châu Á mà nhiều nước Âu Mỹ đã bắt đầu xu hướng trở về với tự nhiên thông qua việc sử dụng ngày càng nhiều các loại thuốc có nguồn gốc cây cỏ hay là các phương pháp điều trị của y học cổ truyền để dự phòng, chữa trị và nâng cao sức khỏe. Tuy nhiên, y học cổ truyền cũng có những hạn chế khiến cho nó vẫn chưa thể đáp ứng được những yêu cầu của ứng dụng rộng rãi, hiệu quả và kịp thời trong phòng và điều trị các bệnh lý cấp tính, cấp cứu, lây nhiễm rộng và nhanh. Một trong những giải pháp để khắc phục được nhược điểm này đó chính là việc đào tạo những bác sĩ vừa tinh thông đông y, vừa nắm rõ các kỹ thuật hiện đại của Tây y. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đậu Xuân Cảnh, Giám đốc Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam, nhân lực hành nghề y dược học cổ truyền hiện nay còn rất nhiều bất cập như cập nhật kiến thức chưa đầy đủ, kỹ năng chưa cao, thiếu trang thiết bị hiện đại. Theo báo cáo của Bộ Y tế, năm 2015, đào tạo bác sĩ y học cổ truyền chiếm tỷ trọng rất nhỏ, chỉ 15,1% trong tổng số lượng bác sĩ được đào tạo. Các bệnh viện y học cổ truyền tuyến tỉnh, phần lớn là các bệnh viện đa khoa y học cổ truyền, nhưng các bác sĩ y học cổ truyền gặp rất nhiều khó khăn khi có nguyện vọng học chuyên ngành y học hiện đại và chuyên khoa y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại để phục vụ công tác chuyên môn. Xuất phát từ cái nhu cầu người dân thứ nhất là người dân cần được một chẩn đoán bệnh chính xác hơn bằng có một nhiều bằng chứng khoa học hơn, rồi đặc biệt là hiện nay có rất nhiều bệnh lý phức tạp cần phải có rất nhiều phương tiện thì chẩn đoán nó mới chính xác được, cho nên là cái kết hợp đây là cái sự kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại bản chất là để nâng cao cái công tác chăm sóc và sức khỏe cho người dân theo hướng chẩn đoán chính xác, điều trị hiệu quả hơn và thậm chí tiên lượng được những cái bệnh trong quá trình điều trị là bệnh sẽ khỏi và khỏi mức như thế nào, để đó là cho nó là cái vấn đề kết hợp ở đây là xuất phát từ cái quyền lợi thực tế của người bệnh để chúng ta làm cái đó. Là đơn vị đầu ngành cả nước về đào tạo nguồn nhân lực y dược học cổ truyền, ngoài ra còn đào tạo ngành y đa khoa, dược và các ngành y tế khác. Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam đang đổi mới về cơ chế quản lý, chương trình đào tạo, tăng thời gian thực tập lâm sàng và thực tập nghề nghiệp, đặc biệt đào tạo y học cổ truyền kết hợp với hiện đại đang được học viện chú trọng. Bác sĩ y học cổ truyền, bác sĩ đa khoa, chúng tôi cùng học chung một chương trình, viện từ năm thứ nhất đến năm thứ tư. Sau đấy thì từ năm thứ năm và năm thứ sáu thì bác sĩ đa khoa sẽ đi theo hướng chuyên ngành của đa khoa và bác sĩ y học cổ truyền thì đi theo hướng chuyên ngành y học cổ truyền. Do vậy nên là từ năm thứ nhất đến năm thứ tư thì hai ngành bác sĩ y học cổ truyền và y học đa khoa đều có một nền tảng, đó là đa khoa, đó là nội ngoại sản nhi, người họ là nền tảng cơ bản để sau này họ đi vào những chuyên khoa sâu. Được biết từ năm 2017-2018, Học viện đã triển khai chương trình đào tạo tích hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại, đồng thời đề xuất Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế cho phép để tạo cơ hội cho sinh viên tốt nghiệp y đa khoa có thể học thêm chứng chỉ để lấy thêm văn bằng 2 về y học cổ truyền và ngược lại. Như vậy, nguồn nhân lực do học viện đào tạo sẽ đáp ứng nhu cầu thực tiễn về chuyên môn, đem lại hiệu quả cao trong phòng bệnh và điều trị, đáp ứng nhu cầu về bảo vệ sức khỏe của người dân, đồng thời đủ năng lực hội nhập khu vực và quốc tế.